Thưa quý vị và các bạn, nước ta là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu. Trong 50 năm qua, nhiệt độ trung bình năm cả nước tăng khoảng 0,62 độ C, thiên tai gia tăng cả về cường độ và tần suất. Và mới đây, thì trong thông điệp gửi tới Hội nghị Thượng đỉnh trực tuyến về thích ứng với biến đổi khí hậu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam đã và đang nỗ lực triển khai dự biện pháp nhằm thích ứng ứng phó với vấn đề này, mà cụ thể là việc trồng thêm cây xanh được coi là một trong những giải pháp hiệu quả. Trong đó, chương trình quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam đã hoàn thành cột mốc với 1 triệu 121 ngàn cây xanh tại 56 địa điểm thuộc 20 tỉnh thành phố. Và mới đây thì sáng kiến trong 1 tỷ cây xanh trong 5 năm từ 2021 đến 2025 của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tạo thêm động lực sự phấn khởi cho phong trào trồng cây xanh trên cả nước. Trở lại với tình hình thời tiết trên địa bàn tỉnh Long An và khu vực Nam Bộ, Thưa quý vị, theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn tỉnh, trên địa bàn toàn tỉnh đêm nay sẽ không có mưa, ngày mai trời nắng, nhiệt độ cao nhất là từ 30 đến 32 độ C, nhiệt độ thấp nhất là từ 22 đến 24 độ, độ ẩm trung bình từ 80 đến 85%, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Tiếp theo là phần dự báo độ mặn tại một số trạm trong 24 giờ tới trên địa bàn tỉnh Đồng An. Tại trạm cầu Nổi trên sông Giàm Cỏ, độ mặn đo được là 15,2 gam trên lít còn trên sông Giàm Cỏ Đông, độ mặn ghi nhận tại trạm Bến Lức và trạm Thương Khánh lần lượt là 1,8 gam trên nít và 0,2 gam trên nít. Còn tại trạm Tân An và trạm Tuy Nhân trên sông dàm Cỏ Tây là 0,5 gam trên nít và 0,1 gam trên nít. Theo dự báo trên, thị giới độ mặn 4 gam trên nít xâm nhập sâu vào nội đồng khoảng 50 km ở sông Giàm Cỏ Đồng, thuộc địa bàn xã Tương Trạch, quyện Cần Đước và xã Tân Phước Tây, quyện Tư Trụ. Ngoài ra, độ mặn 4 gam trên nít cũng đã xâm nhập hơn 46 km ở sông Giàm Cỏ Tây, ở địa bàn xã Nhật Ninh, quyện Tư Trụ và xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành. Còn tranh giới độ mặn 1 gam trên nít đã xâm nhập sâu vào nội đồng khoảng 73 km ở sông Giàm Cỏ Đồng, khu vực xã Đương Quà, Thành Quà, quyện Bến Lức. Độ mặn 1 gam trên nít cũng xâm nhập hơn 64 km ở sông Chạm Cỏ Tây, địa phận xã Phước Tân Hưng, huyện Châu Thành và xã Đức Tân, huyện Tân Trụ. Xin chuyển sang thời tiết khu vực Nam Bộ. Tôi quý vị theo đài khí tượng thủy văn tỉnh Long An, trong 24 giờ tới, khu vực Nam Bộ chịu ảnh hưởng bởi rìa phía Nam của áp cao lạnh lục địa tăng cường khuếch tán xuống phía Nam. Sau đây là phần dự báo chi tiết. Tại khu vực miền Đông Nam Bộ, theo dự báo khu vực này đêm nay sẽ không có mưa, sáng sớm có nơi có mùa nhẹ, ngày mai trời nắng, nhiệt độ thấp nhất là từ 20 cho đến 22 độ. Phía Bắc miền Đông có nơi dưới 22 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 31 đến 33 độ, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Giới miền Tây Nam Bộ, khu vực này đêm nay không mưa, sáng sớm có nơi có mùa nhẹ, ngày mai trời nắng, nhiệt độ thấp nhất là từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất dao động từ 30 đến 32 độ, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3 cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi bản tin dự báo thời tiết tối nay hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo